Xem khách hàng trên toàn quốc ạ. Các bác vừa được nghe chất âm của một đôi loa xúc kép hàng bãi xịn của công ty B3 Beta 3D sản xuất. Đôi loa sử dụng hai bát 50 từ 220 coi 100 với cái uy lực nó đánh ra khẳng định anh em đi làm sự kiện thoải mái để phục vụ quý khách của mình. Các bác có thể lắp đặt ở quán bar, phòng trà, quán cà phê hát cho nhau nghe. Và thưa toàn thể các bác thân mến, em còn 4 đôi duy nhất trong tổng số lượng 6 đôi thì em đã bán 2 rồi, bây giờ chỉ còn 4 thôi. Các bác hãy nhanh tay để cầm chiếc điện thoại gọi điện cho em sở hữu ngay những đôi loa xúc kép đẹp như thế này. Về phần nội thất cho nhá, thì các bác sẽ cùng xem em sẽ quay một vòng nội thất của nó với tất cả những chiếc bát để các bác có thể yên tâm. Lô sản phẩm này bát còn tương đối đẹp các bác nhé, và bao zin tuyệt đối cho các bác cũng như là anh em. Và bây giờ mời các bác xem về nội thất của nó ạ. Đây là tổng số loa bát trong 4 đôi xúc kép và 2 quả xúc đơn. Các bác sẽ cùng xem ngắm nhìn, nó rất là đẹp và em đã mở hết ra đây để các bác có thể xem được một lượt luôn. Tất cả những quả bát đều đẹp như nhau, tình trạng bao zin nguyên bản cho các bác cũng như là anh em. Đó, 18 quả loa bát con nhé, từ 220 coi 100. Tất cả còn chất. Và các bác hãy nhìn. Đấy, xứng tầm B3 đẳng cấp, một thương hiệu nổi tiếng đến từ đất nước Đức. Công nghệ người Đức. Bao đẹp tất cả những quả loa bát các bác nhá. Bao zin tuyệt đối cho các bác như này anh em. Tình trạng còn mới. Phần trăm thì em không đánh giá các bác nhá. Và anh em, phần trăm không đánh giá. Bởi vì là không có thước đo nào để mà đo được cái phần trăm của cái loa này cả. Chỉ bao cho các bác là về đánh thoải mái, lực khỏe chắc đó nhá. Vâng ạ, và em sẽ mời toàn thể các bác nghe em test âm đó nhá, em test âm ở một phân khúc trên 20 triệu, không đôi xúc kép nào có thể đạt được cái giải tần xuống thấp 23 Hz như đôi loa B3 này. Và các bác sẽ cùng nghe sức của nó đánh ra. Đây là 4 đôi loa, các bác sẽ cùng ngắm nhìn thật kỹ một lần nữa khi em đã đưa thành khung. Các bác lưu ý nhá, những đôi loa đánh cực xa, dòng này chuyên đánh xa, tiếng bát sâu, chắc và rất ấm tiếng. Giá cho đôi loa này hiện tại em đang chào bán là 23 triệu đồng trên một đôi. Giá trên được chào bán tại cửa hàng. Các bác vừa được xem nội thất, nó quá là đẹp và quá là chất. Ngay bây giờ em mời các bác cũng như là anh em sẽ cùng xem qua về thông số kỹ thuật. Tên sản phẩm là B3, mã sản phẩm là CSP218A, sử dụng 2 bát 50, lâu 18 có nhà bát 50 x 2, công suất 1000W trên một chiếc, nội trở là 4 ohm, độ nhạy là 100 decibel, giải tần hoạt động xuống 23 Hz tới 2 kg, chiều ngang là 1m250, chiều sâu là 55 và chiều cao là 80 cm, nó nặng 105 kg. Các bác lưu ý dòng sản phẩm này em đã bay sơn lại cho các bác để các bác có thể nhìn thấy đây nó đẹp hơn đúng nhá. Em đã bay sơn lại. Đấy, tất cả mọi chiếc loa em đều bay sơn lại. Và để lắp lưới vào các bác mới nhìn được nó đẹp mà nó chất như thế nào. Chất âm thì các bác vừa nghe đánh mái tôn rung lên. Áp suất của nó ra khá là mạnh. Các bác lưu ý chạy xuống giải tần 23 Hz, đó là giải siêu trầm rồi các bác nhé. Giải siêu trầm, bát rất là sâu. Tất cả các bát đều bao zin nguyên bản cho các bác cũng như là anh em.
Mọi nhu cầu các bác liên hệ trực tiếp cho em qua số máy 0365 888 988, 0368 889 1555. Đấy. Và em xin được gửi lời chào các bác nhá. Các bác sẽ cùng tiếp tục nghe và trải nghiệm trong vòng khoảng 15 giây nữa các bác nhá. Để các bác có thể cảm nhận. Em chỉ đánh một đôi thôi các bác nhá. Với 4 quả bát thôi. 23 triệu đồng trên một đôi, giá hợp lý. Và em xin phép gửi lời chào tới các bác cũng như là anh em. Các bác gọi đến sớm cho em, chỉ còn 4 đôi duy nhất. Hàng bãi xịn, thùng giấy các bác nhá. Thùng giấy sơn sần bóng màu đen. 2 bát 50 từ 220 con 100, hàng bãi xịn. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.